Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bốt Home TV. Quý vị muốn tạo dấu ấn cá nhân cho không gian sống của mình, hãy khám phá nội thất gỗ hiện đại, sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp tự nhiên của gỗ và thiết kế hiện đại mang tới một không gian sống ấm cúng và độc đáo. Lợi ích của nội thất gỗ hiện đại là sự sang trọng và tính tiện ích. Đồng thời nội thất này có độ bền cao với sự đa dạng về màu sắc, hoa văn và phong cách. Nội thất gỗ hiện đại và giá trị của nó trong dấu ấn cá nhân. Trên hành trình tìm kiếm một không gian sống độc đáo và đậm chất cá nhân, nội thất gỗ hiện đại nổi lên như một lựa chọn tuyệt vời. Đây là một phong cách kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp tự nhiên của gỗ và thiết kế hiện đại, mang đến sự hòa quyện hoàn hảo, ấm áp giữa không gian sống. Với vẻ đẹp tự nhiên và đa dạng của chất liệu gỗ, nội thất gỗ hiện đại không chỉ mang đến một không gian ấm cúng mà còn tạo nên cảm giác gần gũi và thân thiện. Một trong những giá trị quan trọng của nội thất gỗ hiện đại là khả năng tạo dấu ấn cá nhân độc đáo cho không gian sống của chúng ta. Thông qua sự đa dạng về thiết kế, màu sắc, nội thất gỗ hiện đại cho phép chúng ta thể hiện phong cách cá nhân và ấn tượng. Từ các mẫu nội thất gỗ đơn giản tinh tế đến những thiết kế phóng khoáng, chúng ta có thể lựa chọn những chi tiết và phong cách phù hợp với sở thích cá nhân của mình. Nội thất gỗ hiện đại giúp chúng ta tạo một không gian sống đặc biệt, phản ánh cái tôi riêng và gắn kết tình cảm với căn nhà của mình. Với dòng nội thất này, chúng ta không chỉ tạo dựng một không gian sống đẳng cấp mà còn vẽ lên một dấu ấn cá nhân, nâng tầm vẻ đẹp của sự tinh tế cho không gian sống. Lợi ích của nội thất gỗ hiện đại. Nội thất của gỗ hiện đại thể hiện được một vẻ đẹp thời thượng. Gỗ tự nhiên là một chất liệu đẹp và đa dạng, có thể được chế tác thành nhiều hình dạng và mẫu mã khác nhau. Khi được kết hợp với thiết kế hiện đại, nó mang tới những đường nét tinh tế, cảm giác sang trọng và thời thượng, tạo không gian sống ấm cúng và thân thiện. Gỗ tự nhiên tạo ra một môi trường thoải mái và gần gũi. Bên cạnh đó, với thiết kế hiện đại đơn giản, giúp chúng ta có một không gian rộng, thoáng, tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn cho các thành viên trong gia đình. Sự bền bỉ. Nội thất gỗ hiện đại có độ bền rất cao và khả năng chống lại sự xuống cấp theo thời gian. Gỗ tự nhiên có tính chất chống mục nát và chịu được lực tác động mạnh. Bằng cách chọn loại gỗ chất lượng và sử dụng công nghệ xử lý gỗ tiên tiến, nội thất gỗ hiện đại sẽ đảm bảo được độ bền vững trong một thời gian dài sử dụng. Sự linh hoạt trong việc tùy chỉnh và tạo điểm nhấn. Nội thất gỗ hiện đại cung cấp sự linh hoạt cho phép tùy chỉnh tạo điểm nhấn cho không gian sống. Từ việc lựa chọn mẫu mã màu sắc đến việc thêm các phụ kiện trang trí, quý vị có thể tạo ra một không gian sống độc đáo phản ánh cá tính của riêng mình. Nội thất gỗ hiện đại cho phép quý vị thể hiện phong cách và sở thích của mình một cách đặc sắc nhất. Các xu hướng nội thất gỗ hiện đại. Xu hướng nội thất gỗ hiện đại tập trung ở việc sử dụng màu sắc, thiết kế tối giản, có sự kết hợp giữa nhiều vật liệu hiện đại với những phong cách kết hợp hài hòa. Về màu sắc và hoa văn, trong xu hướng nội thất gỗ hiện đại, màu sắc và hoa văn đóng vai trò quan trọng, tạo nên sự độc đáo và phong cách riêng. Ngoài màu sắc gỗ tự nhiên của gỗ óc chó, gỗ tách hay gỗ sồi, xuất hiện rất nhiều màu sắc khác như màu đen, màu trắng, màu xám và tông màu tươi sáng. Hoa văn trên bề mặt cũng được sử dụng để tạo điểm nhấn và tạo nên sự nổi bật cho nội thất. Thiết kế đơn giản, thanh lịch. Một xu hướng quan trọng trong nội thất gỗ hiện đại là thiết kế vô cùng đơn giản, những đường nét sáng và mộc mạc được ưu tiên, tạo nên một không gian rộng rãi và thoáng đạt. Thiết kế tối giản giúp tập trung vào sự tinh tế và tính chức năng của mỗi chi tiết, đồng thời mang lại cảm giác thanh lịch và hiện đại. Sự kết hợp với các vật liệu khác. Xu hướng nội thất gỗ hiện đại cũng đưa ra sự kết hợp tinh tế giữa gỗ và các vật liệu như kim loại, kính và da. Sự kết hợp này tạo nên một vẻ đẹp đa dạng, phá cách trong thiết kế, mang lại một cái nhìn mới mẻ và sự hài hòa cho không gian sống. Phong cách nội thất gỗ hiện đại phổ biến. Trong nội thất gỗ hiện đại có một số phong cách được ưa chuộng như phong cách Scandinavian, phong cách công nghiệp, gỗ tự nhiên đương đại. Những phong cách này sẽ tập trung vào sự đơn giản, tinh tế, sử dụng ánh sáng tự nhiên, có những đường nét cứng cáp, sử dụng vật liệu công nghiệp như là kim loại, gỗ thô hay là mang tới sự kết hợp vẻ đẹp của gỗ cũng như những thiết kế ấn tượng độc đáo, tập trung vào sự thời thượng với các đường nét mượt mà và sự đa dạng trong việc sử dụng màu sắc và chất liệu. Cách tạo ra dấu ấn cá nhân với nội thất gỗ hiện đại. Bước 1. Cần phân tích sở thích và phong cách cá nhân. Để tạo dấu ấn cá nhân trong không gian sống, quý vị cần phân tích sở thích và phong cách cá nhân của mình, xác định những yếu tố quan trọng như màu sắc ưa thích, sự thoải mái trong thiết kế, lựa chọn sự đơn giản, hiện đại hay đột phá. Việc này giúp quý vị có được cái nhìn rõ ràng và thể hiện qua không gian sống một cách tinh tế. Bước tiếp theo là lựa chọn các mẫu nội thất gỗ phù hợp. Tìm kiếm bộ sưu tập nội thất gỗ hiện đại và tìm những mẫu mã thiết kế phù hợp với ý tưởng mà quý vị đang hình dung trong đầu. Hãy lựa chọn những mẫu nội thất
có sự kết hợp tốt nhất giữa chất liệu gỗ và phong cách thời thượng để tạo nên được vẻ đẹp tinh tế sáng tạo. Bước 3. Sử dụng các phụ kiện và trang trí để tạo điểm nhấn. Các phụ kiện và trang trí đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điểm nhấn cá nhân cho không gian nội thất gỗ hiện đại. Sử dụng các phụ kiện như ánh sáng, tranh ảnh, thảm trải sàn, hoa và cây xanh để tạo ra điểm nhấn và không gian sống thu hút. Lựa chọn các phụ kiện trang trí phù hợp với phong cách và sở thích cá nhân để tạo sự cân bằng hài hòa với nội thất gỗ hiện đại. Bước 4. Tự thêm vào các yếu tố độc đáo và sáng tạo. Để tạo dấu ấn cá nhân thực sự, hãy thử thêm vào không gian sống những yếu tố độc đáo và sáng tạo. Điều này có thể bao gồm việc tự chế tác hoặc tùy chỉnh một số món đồ nội thất, thêm vào những chi tiết đặc biệt như tấm gỗ được khắc tên hoặc tạo hình theo ý tưởng riêng của quý vị. Hãy nhớ rằng, việc tạo dấu ấn cá nhân trong nội thất gỗ hiện đại không chỉ là việc lựa chọn mẫu và phụ kiện, mà còn là sự sáng tạo và thể hiện bản thân của quý vị. Với việc phân tích sở thích và phong cách cá nhân, lựa chọn các mẫu gỗ phù hợp, sử dụng các phụ kiện và trang trí tạo điểm nhấn, thêm vào đó những yếu tố độc đáo, sáng tạo, quý vị có thể tạo ra một không gian sống cá tính, hài hòa. Sử dụng nội thất gỗ hiện đại cho nhà phố. Nhà phố là một không gian sống tiện nghi, sử dụng nội thất gỗ hiện đại là một cách tuyệt vời để có được một môi trường sống đẹp mắt và thư giãn. Bằng cách lựa chọn những mẫu nội thất gỗ hiện đại phù hợp, quý vị có thể mang đến cho mình cảm giác ấm cúng trong không gian sống. Các loại gỗ thường dùng cho nhà phố: gỗ óc chó, đây là loại gỗ có màu nâu sáng và một vẻ đẹp tự nhiên. Nó mang lại sự ấm cúng và tạo ra một không gian ấn tượng với đường vân độc đáo. Gỗ sồi, một dòng gỗ có độ bền cao, màu sắc tự nhiên, ấm áp. Đây là loại gỗ cổ điển và phổ biến, thích hợp cho những không gian nhà phố mang phong cách truyền thống. Gỗ tết, đây là loại gỗ cứng và chống mối mọt. Nó có màu vàng nâu và một bề mặt tự nhiên rất đẹp. Gỗ tết thường được sử dụng trong nội ngoại thất và nó cũng rất phù hợp cho một số bộ phận nội thất gỗ hiện đại trong nhà phố. Gỗ thông, đây là dòng gỗ có màu sáng và vân gỗ tương đối nhạt. Một lựa chọn tinh tế cho nội thất gỗ hiện đại nhà phố để có được vẻ đẹp tự nhiên và một không gian sống sáng. Phong cách thiết kế cho nội thất gỗ hiện đại nhà phố. Có nhiều phong cách có thể ứng dụng cho nội thất gỗ hiện đại nhà phố, tuy nhiên thì chúng ta có thể điểm danh một số phong cách được ưa chuộng và yêu thích. Đó là phong cách tối giản, phong cách Scandinavian, sự kết hợp giữa sự tối giản và ấm cúng. Phong cách công nghiệp, thường sử dụng gỗ với vẻ đẹp tự nhiên và cấu trúc thô, mang một không gian sống mạnh mẽ, độc đáo. Hay là một phong cách đương đại, kết hợp giữa sự hiện đại và những tính năng thông minh. Sử dụng những mẫu nội thất gỗ với thiết kế đơn giản, tinh tế, đường nét mượt mà, màu sắc tập trung vào những tông màu tự nhiên và trung tính. Khi áp dụng nội thất gỗ hiện đại cho nhà phố, quý vị có thể lựa chọn phong cách thiết kế phù hợp với sở thích cá nhân của mình. Hãy cân nhắc những yếu tố về kích thước không gian, ánh sáng tự nhiên, các yếu tố nội thất khác để tạo ra một không gian sống hài hòa và thể hiện một cái tôi riêng biệt. Sử dụng gỗ hiện đại cho biệt thự cao cấp. Khi xây dựng và trang trí biệt thự cao cấp, sử dụng gỗ tự nhiên là một lựa chọn tuyệt vời để tạo ra không gian sống sang trọng, đẳng cấp. Và dưới đây thì sẽ là một vài dòng gỗ tự nhiên cao cấp được sử dụng cho biệt thự. Gỗ óc chó, một loại gỗ độc đáo và quý hiếm được sử dụng cho nội thất biệt thự cao cấp. Đặc trưng của dòng gỗ này là vân gỗ vô cùng phức tạp, đa dạng, tạo nên những điểm thu hút sắc nét trên bề mặt gỗ. Sử dụng gỗ óc chó cho thiết kế nội thất biệt thự cao cấp sẽ mang đến vẻ đẹp độc đáo, tạo điểm nhấn nghệ thuật cho không gian. Gỗ gõ đỏ là một dòng gỗ có màu đỏ đậm và vẻ đẹp quý phái. Đây là dòng gỗ cao cấp có độ cứng và độ bền rất tốt, thường được sử dụng trong nội thất sang trọng của biệt thự. Gỗ gụ có màu đen bóng và vân gỗ đẹp. Đây cũng là một dòng gỗ quý hiếm và đắt đỏ, mang đến vẻ đẹp tinh tế, độc đáo cho không gian sống. Khi thiết kế nội thất biệt thự cao cấp, sử dụng gỗ tự nhiên làm yếu tố chính có thể tạo ra một không gian sang trọng và quý phái. Có một số phong cách thiết kế nội thất phù hợp với biệt thự cao cấp và sử dụng gỗ tự nhiên. Đó là phong cách tân cổ điển, phong cách luxury hay phong cách đương đại. Phong cách đương đại sẽ tập trung vào sự đơn giản, sạch sẽ. Sử dụng gỗ tự nhiên trong phong cách này thường là các mẫu nội thất gỗ với đường nét nhẹ nhàng, màu sắc trung tính, thiết kế thẳng đứng. Có thể kết hợp với một số vật liệu khác như kim loại, kính và đá để tạo ra vẻ đẹp đương đại, cá tính. Với phong cách tân cổ điển sẽ là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Sử dụng gỗ tự nhiên trong phong cách này thường là những mẫu nội thất gỗ có đường cong tinh tế, hoa văn phức tạp và kết hợp với một vài chất liệu cao cấp như là dát vàng, dát bạc. Gỗ tự nhiên trong phong cách tân cổ điển thường được điêu khắc và trang trí một cách tỉ mỉ, tạo nên vẻ tráng lệ và hoài cổ cho không gian nội thất.
Phong cách tiếp theo là phong cách luxury, sẽ tập trung vào việc tạo ra một không gian nội thất xa xỉ. Sử dụng gỗ tự nhiên trong phong cách này là những loại gỗ cao cấp. Những mẫu gỗ được lựa chọn được thiết kế độc đáo, kết hợp hoa văn dát vàng. Sự kết hợp với các vật liệu cao cấp khác như là da, kim loại quý cũng thường xuyên xuất hiện trong phong cách luxury này. Có thể nói gỗ hiện đại mang tới cho không gian một vẻ đẹp rất là cá tính và linh hoạt. Quý vị hãy mạnh dạn khám phá thế giới của nội thất gỗ hiện đại và tìm ra phong cách vật liệu mẫu mã phù hợp với sở thích của mình. Lựa chọn những mẫu nội thất gỗ phù hợp, sử dụng các phụ kiện trang trí để tạo điểm nhấn và mang tới sự độc đáo. Để được tư vấn về thiết kế, thi công nội thất gỗ hiện đại, quý vị đừng quên liên hệ hotline 0921233456. Các chuyên gia của Mốt Home sẽ mang tới cho quý vị những trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ trong việc tạo ra dấu ấn cá nhân cho không gian sống của quý vị. Các chuyên gia của Mốt Home sẽ mang tới cho quý vị những trải nghiệm mới mẻ đáng nhớ trong việc tạo ra dấu ấn cá nhân trong không gian sống của quý vị. Hãy tiếp tục theo dõi kênh Mốt Home TV để cập nhật những dự án mới cũng như những giải pháp thiết kế thu hút của chúng tôi.